Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng học sinh sử dụng xe gắn máy đi học vi phạm pháp luật về an toàn giao thông diễn ra phổ biến như chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang. Chúng tôi làm việc với một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hưng Yên về giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là việc quản lý học sinh đi học bằng xe gắn máy. Hầu hết đại diện các trường đều cho biết đã triển khai đầy đủ các nội dung như tổ chức mô hình cổng trường an toàn giao thông, cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông, tăng cường nhắc nhở tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, theo quan sát, số lượng học sinh tại các trường bằng xe gắn máy chiếm khá đông. Điển hình như trường trung học phổ thông Tô Hiệu có tới trên 100 học sinh đi xe gắn máy khi tan học. Đây là nơi gây nhức nhối nhất tại tuyến giao thông này. Tình trạng học sinh nó đi ở dưới đường này thì nó đi tan cái nào nó đi ra rất đông. Nó cứ phóng ngược với chiều, nó phóng nhanh. Chúng tôi cũng sợ hãi lắm. Trên thực tế hiện nay, rất nhiều phụ huynh mua xe 50 phân khối cho con đi học vì cơ quan chức năng cho phép. Mặc dù là xe phân khối nhỏ nhưng tốc độ cũng khá cao. Trong khi đó, các em thiếu kỹ năng lái xe, thiếu kinh nghiệm phán đoán và xử lý tình huống dẫn đến những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Việc vi phạm khi tham gia giao thông của các em học sinh trước hết là do các em chưa có ý thức tốt chấp hành pháp luật về giao thông, chưa nhận thức hết những nguy hiểm khi tham gia giao thông. Chúng tôi nhận thấy là cái thực trạng thì cũng còn nhiều em học sinh là chưa tự giác chấp hành cái quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô cũng như xe gắn máy. Nhiều em thì còn chưa được đạt độ tuổi để điều khiển xe mô tô. Các gia đình cũng như là các nhà trường thì cũng cần tăng cường hơn nữa trong cái công tác phối hợp để tuyên truyền giáo dục để các em thay đổi về cái nhận thức và từ đó tự giác chấp hành cái quy định về luật giao thông đường bộ. Chỉ trong 20 phút theo chân lực lượng chức năng đóng chốt kiểm tra, chúng tôi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Để khắc phục tình trạng học sinh vi phạm giao thông, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ từ nhà trường và gia đình. Nhà trường, đoàn thanh niên cần phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn các em các quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Về phía phụ huynh, nên cân nhắc trước khi mua xe máy cho con, trang bị kiến thức đầy đủ, thường xuyên theo dõi và nhắc nhở để các em chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông. Đó là những việc làm cần thiết để bảo vệ các em trước những điều quá muộn có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, cuối chương trình là clip hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn. Ở clip trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn về điểm mù của xe. Và ở clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về hệ thống chống mọc kính phanh ABS. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, nguyên lý hoạt động của phanh ABS. ABS là gì? ABS là thiết bị giúp ổn định tư thế xe, duy trì sự điều khiển của tay lái bằng cách chống khóa cứng bánh xe khi phanh gấp hay khi phanh trên đường trơn. Hoạt động của phanh ABS. Khi đạp phanh, bạn sẽ có cảm giác là bàn đạp phanh đang rung động. Đây là dấu hiệu cho thấy ABS đang hoạt động. Bạn cần phải tiếp tục duy trì lực phanh đủ mạnh để dừng xe an toàn. Thứ hai, cạnh lái xe khi ABS hoạt động. Cũng giống như xe không có ABS, khi có ABS sẽ cần nhiều thời gian hơn để dừng lại khi ở đường trơn. Kể cả khi ABS hoạt động, hướng di chuyển của xe, sự kiểm soát đối với tay lái cũng có giới hạn. Điều quan trọng khi lái xe trên đường trơn, khi trời mưa là có khả năng gây ra hiện tượng lướt ván. Luôn thực hiện phương pháp lái xe an toàn, không quá tự tin vào ABS. Khi đi trên mặt đường xấu hoặc có cát sỏi, có tuyết phủ, xe có ABS cần nhiều thời gian hơn để dừng lại so với xe không có ABS. Khi lái xe trên những loại đường này, điều quan trọng là bạn phải duy trì tốc độ thấp và phải giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước. Và như vậy là chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về hệ thống chống mọc kính phanh ABS. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo. The power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty Honda Hưng Yên Phú Hiến đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này lần sau.